Hi, và mình xin chào toàn thể tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại channel Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay của tựa game Rainbow Online thì mình sẽ săn Alon và sở hữu cây Kiribati của hắn ta hem. Mình không biết bao lâu mình sẽ cố gắng săn hắn ta và sở hữu Kiribati. Nhưng mà trước khi mà đi săn đó thì đi lượm trái quỷ trước cái đã các bạn. Trái quỷ hiện tại đã xuất hiện tại đảo Bích Ghi. Thì bây giờ lê lết qua bển để lượm trái quỷ xem có trái nào. Đây, trái quỷ nào đây? Oh my gosh. Trời đất ơi. Tại sao lại là anh Suke lại xuất hiện thêm một lần nữa? Thôi mình thấy trái quỷ này chán thiệt luôn các bạn. Tại vì hiện tại mình săn thiền mình gặp nhiều quá rồi. Cái mặt của trái Suke bây giờ nó chai còn hơn cái bờ tường nữa. Mà bây giờ gặp nó riết bây giờ ngán luôn á. Giờ là đây reset hem. Rồi mình sẽ quay trở về đảo Alon. Mình sẽ giải quyết tên Alon cho các bạn cũng như là anh em xem hem. Mình solo như thế nào thì thường thường mấy bạn sẽ sử dụng năng lực trái quỷ như là Magu hay là Guru hay là Pika để tấn hắn ta vào tường hem. Nhưng mà hiện tại mình sẽ sử dụng Mili. Tại vì anh em cũng biết video lần trước là mình đã reset cái điểm ta của mình, là mình nâng lại vào cái cây đã cẩu bổng pháp gậy đập chó này hem. Nên là mình sẽ vào mình đập cá cho các bạn xem nè. Đây Alon đây. Thì vừa vào thì hắn sẽ bắn, thì bạn chỉ cần đi qua trái và đi qua bên phải hem. Để phá những cái cơ quan hắn không bắn trúng với bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tấp gốc nè. Tém giò. Đánh. Rồi kế đến là e hem. Chọt một phát. Thả ra. Rồi kế đến mình chuyển về led. Tém giò. Rồi mình tiếp tục đập hem. Rồi mình sẽ quay R. Thả ra. Đập tiếp tục. Rồi mình sẽ chuyển về led. Tém giò. Các bạn thấy. Mình cho hắn ta không cừ được luôn à. Làm gì hả? Định lướt lại hả? Đâu có dễ chọt liền. Chọt xong đập tiếp. Ý cừ hả? Cừ cũng phải gõ cứu vô mỏ chứ các bạn. Lại đây. Đỡ những cây phi tiêu từ những cơ quan của hắn ta hem. Công nhận cái cơ quan của Alon nguy hiểm thiệt các bạn. Và Alon này á, mình thấy là dễ hơn những con boss khác. Là nó không có trợ thủ hem. Nhưng mà trợ thủ của hắn ta cơ quan còn quá cha nè các bạn ơi. Bắn rống không. Nhưng mà với cái bộ combo này của mình đó, thì dám chắc nếu mà các bạn đi theo đường của mình thì các bạn sẽ solo Alon cực kỳ dễ dàng. Còn không đó thì các bạn có thể nhờ sự hỗ trợ từ bè bạn cũng như là đồng bọn của các bạn hem, để đánh Alon dễ hơn. Nếu mà bạn không có cái bổng này á thì bạn có thể sử dụng chiêu kiếm để thay thế. Tại vì có những cái chiêu kiếm mình thấy nó ra cũng rất là nhanh đó các bạn. Chẳng hạn như cái chiêu E của kiếm đó, mình thấy nó phất nguyên một cái đường màu xanh, nó cũng rất là lẹ. Nên là các bạn có thể dùng cái chiêu E đó để thay thế những cái đòn combo E hoặc là R của cây gậy này hem. Mà các bạn thấy mình đập Alon nãy giờ nó có làm gì được mình không? 391 máu. Mình sợ là mấy cái cơ quan nó hành mình. Rồi sau đó là mình hết stamina. Tại vì mình ghép bô. Đó. Tại mày đánh quá mà lại đây. Trời. Được á ta. Làm sẽ mũ được á nha. Vừa mới nổ tí. Anh Alon lướt đánh mình mới máu nữa bạn. 100 máu rồi. Không sao. Nguyên bộ combo của mình vẫn xài ngon lành cành đào. Đánh phải nói phủ phê Alon luôn mà. Alon là chỉ biết đứng trong góc mà nhìn thôi. Ui. Vừa mới nói dứt câu anh giác cái Ribachi anh trảm đầu em liên anh. Quá vậy. Ui chết rồi. Mấy cái cơ quan bắn máu lắm nha các bạn. Các bạn thấy bắn lần 7-8 máu vậy á. Mà bạn nghĩ có mười mấy cái cơ quan nó bắn liên tục vậy thì chịu đời gì nổi. Bắn chừng chục lần cũng rống như thường nha. Hên là có Lucia đó, chứ đây Paramecia chắc bắn chắc từ nãy giờ rưa rồi. Rồi, bị tấp rồi em ơi, bị tấp rồi. Sát góc này là chết. Đỡ liền, đập tiếp. Nè, chuyển qua led mình tém giò. Nhưng mà không được rồi. Mình biết là hắn sẽ nở cái nụ cười tươi với mình. Nên là mình ve ra liền. Đâu có ngu mà lết vô các bạn, đập tiếp nè. Tém giò. Rồi mình đập hết combo ha, mình e. Mình e mình giữ khoảng đâu 2 giây, rồi tiếp tục đập. Rồi chuyển về lết tém giò hem. Đó. Đập tiếp. Rồi R xây bổng. Ôi cha. Lộn rồi các bạn. Trời ơi bấm không kịp. Ê. Đừng có để cho nó điên vậy nha các bạn. Nó điên hồi máu quá nha. Nên là các bạn đánh Alon hay gì á, nếu mà các bạn sợ mà đi đai á, đi đứt á, thì bạn cứ qua bên ngoài các bạn set farm. Thì nó sẽ dễ dàng trong cái việc mà giải quyết Alon hem. Trời ơi. Sao mình bị mất máu nhiều dữ rồi ta. Mình thấy hắn ta từ nãy giờ có đụng chạm gì được mình nhiều đâu. Chủ yếu là cơ quan của hắn ta hành động không à. Chứ hắn ta từ nãy giờ là đang trong tầm kiểm soát của mình. Trời, lụm răng chào ý nữa chứ. Quýnh rớt răng đây nè. Ở đó lụm răng chào ý. Đập giác giò cần cổ. Cừ chưa. Quýnh rớt răng nữa nè. Cừ hả, ve ra liền. Răng đâu mà tên Alon này nhiều thiệt chứ.
Răng mà cái này là tính hàng ký, hàng tấn luôn rồi. Hàng ký bình thường quá, lên tới hàng tấn, hàng tỷ tấn rồi. Răng gì có đóng có lèn à. Nên là các bạn kêu mà đánh cái con Alon này cho nó gãi răng không được, nó răng nhiều quá. Còn nhổ cái hàm lụm răng chọi mình nữa mà. Linh nguyên hàm rồi bẻ từng cái ra phang. Nhưng mà với cái bộ combo này bẻ kịp hay không? Bẻ kịp hay không? Ê chết. Trời ơi, quên để ý cái cơ quan đó các bạn. Thì các bạn đánh á, các bạn cứ để ý là cứ 6 lần đánh của các bạn sẽ có một lần cười ha. Hoặc là hắn ta sử dụng 6 lần đánh thì hắn ta sẽ cười một lần. Đó đây nè, rồi combo tiếp theo, combo thứ 3 nè, mình cũng không đếm nữa. Nhưng mà các bạn cứ thấy hắn cười thì các bạn cứ ghép bô một lần ra rồi sau đó là đi chậm chậm. Để cho cái cơ quan không bắn trúng mấy bạn, miễn mấy bạn di chuyển là cơ quan sẽ bắn không trúng đó. Di chuyển rồi, mình có thể đi từ 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 cũng được. Nhưng mà chủ yếu là mình đỡ cái xoáy của hắn ta nè. Cái xoáy ăn tiền của hắn ta kết hợp với cơ quan á. Cái đó là một cái sự suy tính, suy ngẫm của admin mới tạo ra được một cái đòn combo liên quan như vậy. Cơ quan bắn là mình phải dạt ra liền, chứ đứng sát hắn ta thì thế nào. Các bạn vừa né cơ quan mà vừa né cái xoáy của hắn ta thì khó hem. Làm gì mà mình quýnh lên bờ xuống ruộng vậy? Tội nghiệp không? Làm gì? Đỡ liền chứ, làm sao xảy đùi. Còn tí nữa bị cơ quan hành thích rồi. Đỡ, bật Haki lên. Giỡn mà, bắn nữa đi. Kêu cơ quan ra bắn nữa. Lên bụi lên sình này nè, Shima Chao với mình đây nè, chứ không có giỡn đâu. Tém giò, đập tiếp. Rồi chưa tém giò chưa hồi đến nên là mình phải kết hợp với UR của cái bổng đó các bạn. Rống không. Cừ đập luôn ghét đập bỏ ghét chơi vậy đó. Tưởng đâu cự triệu hồi mấy cơ quan nó ra là lao. Mà đúng thiệt, cơ quan nó mạnh nó mới sung sản vậy các bạn ơi. Chứ không mạnh là nó không có sung vậy đâu. Tiếp tục giai đoạn đấm bóp dắt hơi Alon. Mình dắt nãy giờ chắc cũng tầm 5-6 phút rồi đúng không các bạn? Hắn ta hiện tại chỉ còn 1/2 máu rồi. Trời ơi, chết rồi, bị mất Lucia toàn rồi. Mình nghĩ là cái cú này là không xong à. Thiệt sơ ý quá. Ham đánh. Chuẩn bị hả họng cừ rồi, chưa nhét được cái gậy vô họng nữa là hả họng rồi cừ cho cơ quan tấn công mình rồi. Nè, cừ không chọt rưa không. Đập tiếp cho dài gậy nữa. Cái này đập cá, đập nãy giờ đập không biết bao nhiêu gậy mà nó không chết các bạn. Đập cả ngàn gậy rồi mà không suy nhớ. Ui trời, toàn rồi. Toàn thật sự rồi. Hết cứu được pha này. Nói chung là cố gắng duy trì thôi các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ chết cái mạng đầu tiên ở đây nè. Tại sơ ý quá, trời ơi, còn để nó cẩu đầu trảm nữa chứ. Trảm được 2 chém, sướng quá rồi. Chém 30 máu, 2 chém 60 rồi. Để chém thứ 3 nữa, cái ôm vai, ôm chân chịu hết nổi à. Lộm răng chậu nữa, lộm răng. Quýnh không còn cái răng ăn cháo đây nè, lộm răng. Trời ơi, còn các bạn ơi, nó bắn cơ quan ra nhiều quá, hồi toàn này. Vẫn còn cứu cánh được, vẫn được. Trời ơi, cái cơ quan còn lại 1-2 răng cuối cùng bắn trúng mình. Ôi, còn một tí nữa là Alon là xanh xương rồi. Không sao. Mình set bam ở đây nên là không sao nha các bạn. Các bạn phải chạy gấp vào ha. Khi mà các bạn chết đi thì bạn phải chạy gấp vào. Có thể là ghép bô hay gì đó, chạy nhanh vào. Để cho Alon đừng hồi máu em. Tại vì nó đứng yên một chỗ á, là sẽ hồi máu. Đây, đó, vô. Né qua bên, vừa vô thì bạn cứ né qua một bên liền em. Rồi hắn ta sẽ target mấy bạn à. Tại vì khi mấy bạn bước vào cái khu vực này á, hắn ta target liền. Nên là khỏi lo. Còn mà nếu mà khi mà các bạn vào mà đứng yên á, thì mình ghép bô lại ngay lập tức. Để đá hắn ta một đấm hay đấm gì đó. Hoặc là đập cho một gậy một hèo. Cho đựng hồi máu, chứ hồi máu mệt mỏi lắm. Rồi tiếp tục. Những đòn combo vào sống lưng. Nó. Lẩm răng chọi nữa đi. Lẩm răng. Đã nó răng húp cháo không có đây nè. Lẩm. Trời chết. Sao mà mỗi lần mình vừa nói cái câu mà răng không còn để húp cháo cái. Hình như là bắn răng lên nè. Cảnh cáo mình hay sao á. Kêu răng anh đây cả đống cả lèn. Đúng thiệt, cái game này hay thiệt các bạn. Nó có chế độ nghe được những gì mà người chơi nói ngoài đây á. Mình kêu còn có răng húp cháo cái ghét. Nhét răng vô cơ quan bắn bỏ ghét chơi. Mày hả mày. Mày thấy thì láo lắm rồi.
Anh từ nãy giờ anh đập mấy chục gậy mày chưa ớn nghe. Đập tiếp cho thêm vài phát nữa cho. Ôi trời 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 ơi trời ơi trời ơi. Đỡ liền. Kỳ này là mình sẽ thành công hạ thủ được Alon nè. Hắn chỉ còn khoảng một nhí máu nữa thôi. Chừng đập thêm vài hèo nại thêm vài nại nữa là xong rồi. Cố lên cố lên. Mấy trăm gậy mấy ngàn gậy nãy giờ còn được mà. Chẳng lẽ thêm những gậy cuối cùng không được ha. Mình cố gắng mình kiên trì từ nãy giờ 9 rồi. Thì kiên trì thêm 1 nữa là thành 10 là ok. Hoàn thành. Đầu trộn cháy cháy cháy. Thấy đỡ liền. Đập thêm cho dài hèo nữa. Dắt giò cần cổ chạy nè. Bây giờ còn răng nữa ha. Ăn cháo quýnh khẩu nhổ răng luôn nè. Chọt. Đó. Bây giờ sắp chết rồi các bạn. Còn dư stamina mà. Chọt lâu lâu xíu. Bây giờ chuẩn bị tới phiên mình xay hèo nè. Đó. Chỗ chui chết nữa lì á. Lì chịu e hồi nữa bạn chọt tiếp. Ui ui Kiribachi các bạn ơi. Đó. Lụm lụm ngon. Đây lấy cho bạn xem kia Kiribachi ha. Mới đánh lấy được luôn ha. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây Kiribachi đây trời. Nhìn đẹp chưa bạn. Kiribachi nhìn nó bóng ngáo luôn kìa. Trời tuyệt vời tuyệt vời. Ngon ngon ngon. Cuối cùng mình cũng đã có thể lấy được cây Kiribachi từ tên Alon rồi hem. Thì cấp 175 lấy hơi muộn. Bình thường là mấy bạn khác á, nước ngoài lẫn Việt Nam thì mấy bạn ấy đã lấy được lâu lắm rồi. Từ cấp 105, level 105 là mấy bạn đó đã có được Kiribachi rồi. Còn mình thì 175 thì hơi hà hiếp Alon quá. Nhưng mà quýnh thì quýnh gì thì quýnh cũng lên bờ xuống rượu nha các bạn. Chứ không có dẫn chơi đâu. Và cuối cùng thì cũng đã sở hữu được rồi. Rồi các bạn thấy dắt đằng sau lưng rất là đẹp luôn. Và cái cây nó khá là bự các bạn. Nó rất là to luôn. Nhìn đã thì dư. Cuối cùng. Sau bao nhiêu ngày cực khổ. Thì mình đã có được Kiribachi. Thì mấy bạn thấy á. Mình đánh như vậy thôi. Chứ thật sự là mình đã cắt clip rất là nhiều rồi. Clip gốc của mình thì đến 2 tiếng 5 phút lần. Của bạn xem đây là quá bình thường. Thôi video đến đây tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye.